Chị có muốn chia sẻ gì những cái bạn trẻ mà sắp lập gia đình không? Mấy bé rồi mới lớn rồi, đừng nên sanh nhiều. Sanh nhiều khổ lắm phải không? Sanh nhiều khổ lắm đó nghe. Ba hả? Không phải ba nha. À, gặp ai là con trai là nó cũng kêu ba vậy hả? Tại nó kêu kêu vậy đó. Vậy ha? Dạ. Ba của các bé là đi được 8 tháng rồi. Mà bé này thì bây giờ là được... Ba nó mới về hồi... Ngay cũng được mấy ngày. À, về thăm vậy ha? Về rồi đi nữa rồi. Rồi anh có nói là chừng nào mà gửi tiền về cho mấy mẹ con không? Vậy ha. À, hai vợ chồng có cái ý định là kế hoạch hóa gia đình không? Hay là lâu lâu anh về cái là tội đằng đứa nữa? Không có nữa đâu. Hả? À, bữa giờ hôm qua anh về là một vài bữa rồi, đừng nói là thêm bé nữa nha. À, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì cũng Chiến dành cái thời gian cuối tuần để mà thăm lại gia đình chị Huyền và năm đứa trẻ ha. Mời mọi người thời gian cuối Chiến nha. Hình như là từ nhỏ đang chơi này. Nay nghỉ học hả con? Chơi gì vậy? Ờ, chạy về đi, chạy về chứ hỏi thăm chút chuyện coi. Bữa giờ cũng có mấy anh chị là hỏi cái địa chỉ của gia đình đó mọi người. Để mình cho thì chắc là mấy cái xe này là người ta mới đem qua cho nè. Chào chú chưa? Chào chú. À, bé kia chào chú chưa? Chào chú. Rồi. Hôm nay thì chú qua thăm xem em bé thế nào rồi, em bé lớn chưa? Dạ, chưa. Ủa, em bé chưa lớn hả? Lâu vậy? Đây mọi người. Thì con đang chơi xe hả? Dạ. Vậy ha. Nhóc này không mặc quần cho luôn. Ý à, đi đâu? Dẫn chú vô nhà coi. Đi mặc quần cho em đi. Em vô mặc quần đi. Hôm nay mình vào là thấy nhà nhiều đồ lắm rồi nè. Tại vì mấy bữa giờ là cũng có rất là nhiều anh chị hỏi thăm cái địa chỉ. Là bữa giờ chắc cũng nhiều người ghé thăm hả? Dạ chưa có. Có hồi hôm qua có hai chị xuống thăm. Cho được 2 bịch đồ với lại cho 1 triệu. Cái này hả? Dạ có đó đồ chơi của ông chủ nhà cũng cho. Vậy ha. Dạ. Thôi không em được. Hôm nay em bé sao rồi? Dạ em bé phải. Có lớn lên được miếng nào không? 1 tuần rồi ha, chắc cũng dạ, cũng được 1 tuần rồi. 1 tuần tuổi rồi. À, lần nào qua thấy cũng ngủ ngon quá trời. Ngủ không hà, con ngủ không hà. Rồi bữa hai bé này đi học làm sao? Dạ đi học cũng giỏi lắm. Nhưng mà ai đưa đi học? Dạ đi bộ. Tự đi bộ hả? Dạ. Đâu con ra con kêu chị vô chứ hỏi chuyện chút xíu rồi. Để coi hôm nay là mấy đứa nó đi học thế nào rồi. Học vui lắm. Đi học về tha kêu là mẹ ơi vui lắm mẹ ơi. Đây mọi người cho mọi người xem bé nha. Nay đang ngủ à. Nay vẫn không có lớn lên được miếng nào. Đỏ hỏn luôn. Thực sự là mấy cái trường hợp mà đẻ non như vậy là nếu như ở bệnh viện lớn á là người ta sẽ giữ lại. Người ta không có cho về sớm đâu. Ít nhất là phải ấp 1 tháng trời thì mới cho về. Dạ. Nhưng mà thực sự thì ở đây là cái bệnh viện quận đúng không? Nó dạ. cũng không có đủ cái cơ sở vật chất. Nó không có cái máy hấp. Nó cũng không có đủ cơ sở vật chất nên là nó cho về sớm thôi. Dạ. Chứ cái trường hợp của bé này mọi người đáng lẽ là phải ở những cái bệnh viện hiện đại để mà chiếu đèn này này kia, nằm lồng kính. Nhà rất là nóng ha. Buổi trưa mình ghé vào buổi trưa luôn mọi người, rất là nóng luôn. Chịu không nói. Đằng sau này có cái nhà nào mát hơn không? Có phòng trọ nào mát hơn không? Dạ, có phía dưới nhưng mà phòng nhỏ. Nhỏ hơn cái này nữa? Dạ. Rồi phòng này đã nhỏ rồi, dưới còn nhỏ hơn nữa. Cái phòng trên này nó được cái, ở ngoài này nó cái là cái cửa chính ở ngoài này nó đỡ cái là gió vô không mát. Ừ. Ở dưới thì công nhận nó mát thiệt nhưng mà phòng nhỏ. Vậy ha? Dạ. Nếu mà có cái phòng là mát hơn mình chuyển đi cho đỡ tội em bé, phòng này nó nóng quá. Tại nó nằm ngoài đường nhiều khi nó bức ánh sáng ngoài đường vô.
Dạ, đâu rồi, chờ bé chị đâu rồi? Hai đâu rồi, hai chúc mẹ biểu con. Con xếp bằng lại. Sao kêu kêu ba là sao? Kêu lại chú nghe coi. Thôi không có ẩm thì em còn mới chơi ở ngoài xong con đi vô. Rồi bé Phúc ngồi xuống coi. Ủa với là gặp ấy. Ai là con trai là nó cũng kêu ba vậy hả? Tại nó kêu kêu vậy đó. Vậy ha. Dạ. Ba của các bé là đi được 8 tháng rồi. Mà bé này thì mới, bây giờ là được. Ba nó mới về hồi nay cũng được mấy ngày. À về thăm mày ha. Về rồi đi nữa rồi. Mới đi hồi tối này. Vậy ha. Dạ. Về có hỗ trợ gì cho con cái không? Dạ không. Đi về có không có tiền bạc gì hết. Mà có chia sẻ sao mà đi lâu vậy không? Để mấy con chờ tội nghiệp vậy. Dạ anh chở làm không có tiền. Rồi phụ con phải đi ra ngoài phụ người ta làm nữa. Vậy ha. Dạ. Nhưng mà cho Quốc Chính hỏi cái là ảnh đi làm ở bên Tây Ninh ha. Dạ. À, làm gì vậy ta? Làm bên gỗ. À làm bên gỗ. Hả? Rồi con ngồi đằng này. Làm bên gỗ thì Quốc Chính nghĩ là cũng có tiền chứ ta. Làm tháng phải gửi vài triệu về cho vợ con để mà sử dụng chứ. Chứ còn mà không gửi sao mà sinh sống được. Rồi anh có nói là chừng nào mà gửi tiền về cho mấy mẹ con không? Dạ không có nghe nói. Vậy ha. Dạ. Rồi để chồng đi lâu vậy có lo không? Lo giờ cũng lo chứ. Lo mà lo giờ lo cho con nhiều hơn chứ. Ừ. Rồi nhờ cũng chỉ hỏi cái là ví dụ như là bây giờ sanh xong rồi hai vợ chồng có cái ý định là kế hoạch hóa gia đình không? Hay là lâu lâu anh về cái là tội đàn đứa nữa? Không có nữa đâu. Hả? Bữa giờ hôm qua anh về là vài bữa rồi, đừng nói là thêm không, bé nữa nha. Mà này nó ngủ. Ba nó ngủ trên giá không à? Cái này thì chỉ nói thì nó hơi nhạy cảm chút xíu biết. Nhưng mà bây giờ thực sự là con cái mình nó đông quá rồi. Đây này, đúng không? Để đẻ nữa là tội nghiệp mấy cháu lắm. Dạ. Đây là làm gì làm chứ phải có cái biện pháp để mà kế hoạch hóa gia đình nha. Giờ là quá đông rồi. Dạ. Ba hả? Không, không phải ba mái, nha. Mái. Rồi, mái. Không kêu ba. Ủa chứ gặp ông nào ngoài đường cũng kêu ba vậy hả? Dạ không. Tại ấy là kêu vậy đó. Vậy ha. Mà nay là được đúng một một tuổi rưỡi ha. Dạ. Một tuổi rưỡi nhưng mà ba đi 8 tháng là lúc đó là mới 8 tháng chưa biết gì đúng không? Dạ. Bây giờ là mới biết được á. Để bữa ba về nó có nhận ba không? Dạ có. Dạ ha. Bé này thì rất là thích có ba luôn mọi người. Mình vào cũng kêu ba ba luôn. Rồi hai lứa lớn này chưa hỏi chút xíu. Rồi con thì hôm nay đi học sao rồi nhỉ? Thấy vui không? Dạ vui. Đi ra học rồi có nhiều bạn bè không? Dạ có. Rồi nay là con vô lớp 4 rồi. Con thấy học khó không? Dạ không. Học được phải không? Thì, năm nay có quyết tâm lấy bằng khen nữa không? Dạ có. Vậy ha. Bây giờ là tình trạng là gia đình khó khăn như vậy rồi. Giả sử như mà bị nghỉ học thì con có buồn không? Dạ có. Vậy con phải cố gắng con học nha. Dạ. Nếu mà con học giỏi được thì chú sẽ tìm cách để mà giúp cho con cái hỗ trợ cái học phí nha. Dạ. Còn Lùng sao? Đi học sao rồi chia sẻ chú nghe coi. Chú vui. Vui làm sao? Đi học rồi có gặp bạn bè rồi có được đi chơi không? Có. Vậy hả? Con ngại gì hả? Chứ hỏi mà đừng có sợ nha. Có gì chia sẻ đó thôi. Thế ở trường là con thích học môn gì nhất? Môn thể dục. Môn thể dục ha. Rồi giống y chang đợt trước luôn. Nhóc này là thích thể dục này. Sau này con chơi thể thao không? Có thích chơi thể thao không? Vậy ha. Sao làm vận động viên hả? Hôm nay thì Quốc Chiến ghé qua để mà hỏi thăm coi cái tình hình học của bé như thế nào. Và cũng chính hỏi cái là ví dụ như bình thường á mà chị đang đóng học phí cho các cháu là một tháng bao nhiêu? Nói chính xác nha. Dạ bây giờ thì cô không có gửi giấy về, cô không thấy gửi giấy về, chỉ nhắn với bé lớn là gửi tiền ăn là tiền bán chú của cô. Là một tháng bao nhiêu? Là đợt đó là như là mấy trăm á. Còn hồi xưa mà chị có tiền đóng thì đóng một tháng bao nhiêu tổng cộng? Dạ đóng một tháng là 1 triệu mấy á. Vậy ha. Dạ. Ok, thôi hôm nay là cứ quay ghé qua để mà tiếp sửa cho bé đã. Rồi mình sẽ ghé qua một cái ngày thường ha, để mình qua trường. Mình hỏi cho nó kỹ hơn ha. Trời ơi, cười nè. Sao cười? Nghe nói tiếp sửa cười hả?
cười miếu làm đủ trò hết. Ủa bây giờ có cân thử được nhiêu ký chưa chị? Dạ chưa có cân, tại mới có một tuần cũng à, chưa thế có bữa cân là đấy. Là đi bệnh viện người ta có chích ngừa cho luôn chưa? Dạ chích đục một mũi. Ừ. Đây là được ăn gà rắn chưa? À, lần đầu ăn phải không? Rồi cảm ơn chú chứ. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ thì chú sẽ lấy gà rán cho tụi con ăn nha. Ở đây thì hôm nay mình mua 4 miếng thôi, để coi tụi nhỏ có ăn được không. Nếu mà có ăn được có dịp thì mình sẽ mua thêm cho tụi nhỏ ha. Đây con mở ra đi. Rồi mở ra chia cho mấy em nha. À, lùng chia cho mấy em đi. Hồi giờ tụi nhỏ nó có khi nào đòi ăn gà nướng không chị? Vậy ha. Hồi xưa mà ba mấy bé mà hay về thì có hay dẫn đi ăn không? Rồi tụi con thấy gà rán ăn được không? Ngon không? Ngon ha, vậy là ăn xong mà xíu nữa tự giác là dọn dẹp nhà cửa nha, cho nó gọn gàng. Bữa sau mà chú thấy gọn gàng thì nếu mà có dịp thì chú mua cho nữa nghe không? Dạ. Chứ còn mà để nhà bừa bộn là chú không có mua cho nữa nha. Dạ. Ngon hả? Trời ơi, cái nhỏ cũng ăn thấy thương ghê không? Tại mọi người hôm nay cái bữa cơm của gia đình mấy bé là chỉ có ăn cái này là bắp cải ha. Bắp dạ. Cải, can cải. Với lại cái này là chả cá bữa trước mà cô Chín mua phải không? Dạ. Rồi, chỉ có vậy thôi đó hả? Dạ. Là ăn trưa, mới ăn trưa xong hả? Dạ, mới ăn xong. Nên là hôm nay được ăn gà rán là từ nhỏ nó khoái lắm. Hôm qua ba về mấy đứa nhỏ vui không? Dạ, vui. Cũng 8 tháng rồi ha? Dạ. 8 tháng rồi. Ba về tụi con vui không? Dạ, vui. Có tâm sự gì với ba không? Hả? Mấy đứa nhỏ này thực ra là còn tuổi rất là nhỏ. Bé Nhi thì mới có 9 tuổi thôi. Bé Lùng thì là 7 tuổi. Bé Tiên là 5 tuổi. Còn bé này thì mới có 1 tuổi rưỡi à. Nhưng mà cũng rất là hiểu chuyện. Bé nhỏ xíu nãy giờ chưa ăn được. Lùng con xé đó cho em ăn đi con. Xé ra cho em đi con. Nãy giờ em cầm như là ăn chưa thấy ăn được gì hết trơn. Không cho xé đâu. Vậy hả? Tự xé vậy? Đó, tự xé mình nên rồi đó. Rồi Mom. Thôi, để tự ăn à. Tự lập hết ha. Thôi cũng hết à. Là bình thường ăn là chị có phải đút không hay là từ bé đút ăn? Tự múc ăn không chịu, mẹ đút. Tự lập hết ha. Té. Ở nhà mọi người mình thấy hai bé lớn này thì gần như là cũng năng động bình thường. Nhưng mà có bé thứ ba này nè, cảm giác là bé lúc nào cũng trầm rồi cũng kiểu như là Nhi có cái vấn đề về tâm lý á. Con ngồi xuống rồi Nhi. Con ngồi xuống rồi gái. Rửa tay ăn xong rồi. Bình thường á tụi con chơi rồi có cho em Tiên chơi không? Có. Sao chú thấy em Tiên toàn đứng màn buồn hiu vậy? Lần sau á tụi con chơi gì rồi tụi con rủ em chơi với nha. Chơi. Ha. Chơi từ sáng giờ ở ngoài đường. Nhưng mà trong các bé hình như là Tiên là kiểu như khó bảo nhất phải không? Em cũng đoán là như vậy. Tại cái bé chắc cũng ít nói hả? Ra ngoài nó nói dữ lắm ạ. Ừ. Nhà lười nấu dữ. Em nghĩ là mình nên có cái theo dõi ha. Nếu mà bé mà có cái gì tâm lý thì nhiều khi mình phải nói chuyện với bé để tội nghiệp. Có vẻ như là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều á. Tối cũng em cũng kêu nó xuống đây ngủ chung với em. Vậy ha. Dư lùng. Nhưng mà bình thường á là bé là cũng ít được ra ngoài hơn đúng không? Kiểu như ra ngoài quậy quá hay sao? Quậy với lại nghịch lắm, đi phá đồ của người nào à. Đây là mình buộc phải để ở trong nhà không cho ra ngoài. Dạ cũng cho nhưng mà ít cho vòng vòng như là cửa sau được đợt trước là cửa sau còn mở là cũng cho nó đi ra ngoài này chơi với phòng trọ đồ đó. Vậy ha. Nước ít. Đi ra ngoài giữ em không biết giữ nó hết chị hai. Nha. Hết ra ngoài, bụng vô lại. Rồi chị xây hai kia, tính
cứ hết ra ngoài đi rồi một hồi mẹ lấy chỗ cho quét. Nè, cái này nhét vô cục giá đi. Cục giá bỏ đó, nhặt mấy cái này vô luôn con, mấy cái hộp đó luôn. Hộp bỏ đi. Trời ơi, bữa chú dặn rồi mà không chịu nhà dọn nhà hết. À, hôm nay thì Cú Chiến ghé qua thăm lại gia đình của chị Huyền ha. Thì là cũng mang theo một số món quà của quý vị khán giả gửi cho gia đình. Thì trước khi mà vào cái chủ đề chính thì Cú Chiến cũng muốn chia sẻ mọi người một chút xíu. Biết rằng khi mà Cú Chiến quay về cái câu chuyện của gia đình chị thì sẽ có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Rất là nhiều người nói Cú Chiến là không nên hỗ trợ cho gia đình, tại vì sanh quá đông. Vì như vậy là sẽ tạo ra cái tiền lệ xấu, nhiều người sẽ lợi dụng cái việc sanh con cái để mà kiếm tiền ha. Rồi con nó nhỏ thôi em khóc. Thì thông qua cái video này Cú Chiến cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là không phải là những cái trường hợp đâm con này mình sẽ tới quay để hỗ trợ. Và chưa chắc quay là đã hỗ trợ vì nó cũng có cái quy trình rất là rõ ràng. Ví dụ như để mà trực tiếp đứng ra kêu gọi cho nhân vật đó thì mình phải có cái sự xác nhận của chính quyền địa phương thì mình mới làm được. Còn hôm nay thì mình cái món quà này đó, khi mà Cú Chiến đăng cái phóng sự lên á thì quý vị khán giả kiểu như là đồng cảm thì nhờ Cú Chiến chuyển thì Cú Chiến sẽ chuyển giùm cho nhân vật nha. Thì bây giờ là có những món quà sau đây. Ở đây thì có chị Jenny Hồ ở Mỹ á, có gửi thùng đồ rất là lớn dành cho bé nhỏ xíu này. Trong này thì chị gửi rất là nhiều sữa thì mình cũng chưa mở ra nữa, hôm nay xin phép mở ra luôn ha, để cho chị được thấy. Gấu này là của cô Jenny Hồ mua cho con nha. Ôi giỏi quá. Bây giờ là ai cho gì tụi con phải biết cảm ơn hay không. Ở đây thì mình thấy là chị Jenny Hồ là chuẩn bị rất là nhiều đồ cho bé nhỏ luôn nè. Có 5 hộp sữa Colab Baby, rồi và 5 bịch tả lớn. Tổng giá trị là hơn 4 triệu đồng. Thì chị Jenny Hồ là ở Mỹ, chị rất là chu đáo lắm mọi người. Chị gửi rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà hôm nay thì do người ta chắc là chưa giao qua nên là chỉ có sữa với tả thôi. Hôm nay nhận được sữa tả cho con vậy rồi chị thấy sao? Dạ em cũng rất là vui. Em cũng cảm ơn chị Jenny Hồ rất là nhiều đã quan tâm tới mấy mẹ con em. Rồi, cái sữa này là tốt lắm nha. Cái sữa này là dành cho trẻ sinh non á. Dạ. Thì khi nào bé uống được á, chị chịu khó cho bé uống nhiều lên là nó sẽ phát triển nhanh. Đợt trước là cũng có một em bé, một cặp song sinh á, cũng bị sinh non như vậy luôn. Thì uống cái sữa này xong rồi các bé lớn lên rất là nhanh và giống như là bình thường vậy đó. Thì bây giờ thì trước mắt cũng chỉ nghĩ là cái số sữa tả này nè. Rồi bữa trước mọi người có cho bên kia nữa phải không? Dạ. Là đủ cho xài trong mấy tháng luôn á. Là yên tâm vậy ha. Dạ. Rồi sao lùng hôm nay rồi mọi người giúp sữa tả cho em thì con thấy sao? Con cảm ơn cô không? Rồi thì, ngoài ra hôm nay thì mọi người cũng giúp cho gia đình mình thêm một số tiền đó chị Huyền ha. Đợt trước á thì Cú Chiến đã trao cho chị là tổng cộng á là cười ra tiếng luôn kìa. Cười hả, nghe nói giúp là cười vậy hả? Cười ra tiếng luôn á. Mấy đứa nhỏ này không biết tại sao nha, mình đi gặp nhiều trường hợp rồi rất là khôn, kiểu như là khi mà được giúp hay gì đó là tụi nó cười rồi kiểu hớn hở lắm. Đợt này á thì Cú Chiến tiếp nhận thêm là tổng cộng á là 14.010.000 đồng. Thì cái số tiền này á mình sẽ trích ra một phần để mà đóng tiền trọ cho chị, còn phần còn lại thì mình sẽ gửi tiền mặt để mà chị có thể là trang trải trong những cái ngày mà sanh đẻ ha.